nhiều người Hà Nội, ngồi trà đá vỉa hè là một sở thích của nhà văn Trương Quý. Nơi vỉa hè, quán cóc hứng chọn sự ồn ào của phố phường. Nhưng khi đi vào ký ức, đây lại là góc nhỏ tĩnh lặng vô ngần. Khoảng 30 năm trước, mỗi quán cóc như thế này đều có một chiếc đèn dầu. Tôi cứ nhớ đến cái thời mà bố tôi ấy, có một cái quán nước bán những thứ vặt vãnh như là ấm nước đưa thuốc lào hay là vài bao thuốc lá, cái kẹo lạc. Lúc ấy ánh sáng nó không có nhiều, đèn điện nó không phải là cái thứ sẵn. Bây giờ những cái ánh đèn dầu đấy rất đặc trưng và rộng ra. Tôi cũng lần tôi nhớ đến cái lúc mà mình đi ở trong Hà Nội ấy, thì những cái đốm lửa, đốm ánh sáng nhỏ đó nó gợi những câu chuyện tâm sự ấy. Chiếc đèn dầu đơn sơ, mộc mạc, vừa là nguồn sáng, vừa là mồi lửa châm điếu thuốc. Leo lét, nhỏ nhoi, nhưng lại có thể sưởi ấm cả một không gian và sưởi ấm tình người. Thật ra thì những quán nước đó, những ánh đèn đó là những cái điểm hẹn. Tôi nghĩ là điểm hẹn của một thế hệ, một lứa người, của một Hà Nội sống trong cái thời mà mọi thứ đều rất là giản dị và nghèo khó. Tuy nhiên người ta vẫn tìm thấy sự chia sẻ, nhất là trong những đêm mùa đông. Đêm Hà Nội giờ đây rực sáng, chẳng cần thắp đèn, quán cóc vỉa hè cũng được chiếu rọi. Ánh sáng giúp mọi thứ rõ ràng hơn, tiện lợi hơn, nhưng lại làm cho người ta ít chia sẻ với nhau hơn. Đêm đông như lạnh hơn.